lập ra cái D-Family với công nghệ IoT để mà gia tăng cái tính năng. Thì tại sao tụi em lại chọn là D-Family? Tại vì nông nghiệp Việt Nam thì đang chiếm 41.9-42% trong tỷ lệ ngành kinh tế của Việt Nam, và tới 65% người dân ở nông thôn, chỉ có 35% ở thành thị. Thì trong số đó thì diện tích mà nhỏ hơn 0,5 ha lại chiếm tới gần 70%. Và câu chuyện mà mình nói về nông nghiệp hiện nay thì là nông nghiệp của Việt Nam mình nhỏ lẻ và mất mùa. Câu chuyện đó mình nói liên tục gần 5 năm nay, và mình đang mong muốn dồn điên đổi thừa những câu chuyện đó, và đi rất là tốn rất là nhiều thời gian. Thì với mong muốn improve cái nông nghiệp nhỏ lẻ đó với một cái năng suất tốt hơn cũng như là chất lượng cao hơn, thì bọn em làm ra những cái này. Về giải pháp thì tụi em có bốn mảng phân chính, tức là tự động thu thập dữ liệu trồng trọt bằng nhiều loại cảm biến khác nhau, và xây dựng cái nền tảng xử lý số liệu ở trên cái app ứng dụng cũng như là website. Cái thứ hai là có camera quan sát để người ta có thể đưa ra cái quyết định đúng đắn hơn khi điều khiển từ xa. Cái thứ ba nữa là điều khiển các thiết bị từ xa và thông qua ứng dụng smartphone dễ dàng. Và cái thứ tư là thông qua cái việc thu thập dữ liệu và điều khiển từ xa thì người ta có thể quản lý cái farm người ta tối ưu hơn, cũng như là giúp cho việc mà minh bạch cái chất lượng sản phẩm và quá trình trồng trọt của người nông dân hoặc là urban farming được tốt hơn. Đây là nền tảng tụi em xây dựng cái hình thức kết nối IoT trên cái bộ thiết bị của bọn em ạ. Và đây là hình thức hoạt động về tech.